Chào mọi người. Hôm nay tụi mình sẽ nấu bún bò. Nấu bún bò ăn nha mọi người. Tại vì lâu lắm rồi hả, tụi mình không có lên Sài Gòn được để ăn bún bò nên thèm bún bò quá. Mà tụi mình cũng sẽ không nấu được chuyên nghiệp giống như người ta, nên là mình sẽ nấu một cách rất là giả chiến. Thì xin mời mọi người theo dõi câu chuyện hôm nay của tụi mình nha. Rồi, để nấu bún bò giả chiến hôm nay thì tụi mình có một cái đuôi heo nhỏ nè, và một ít thịt bò. Thì mình sẽ nấu chung với lại thơm, sả và ruốc thôi. Bắt nước, bây giờ mình sẽ bắt nước mình trụng cái đuôi heo trước cho nó lát mình nấu nước nó sẽ trong hơn. Sả này mình đập dập tí xíu nữa mình cho vô nồi bún nha. Sả mình cuộn lại cho nó gọn. Cái thơm này thì bây giờ mình sẽ cắt đôi, tí xíu nữa mình cũng dành dùng để nấu nước lèo luôn. Nước cũng đã nóng rồi, bây giờ mình sẽ cho cái đuôi heo vào mình trần sơ nha mọi người. Đuôi heo với lại xương mình chịu khó mình trần trước như vậy thì tí xíu nữa mình nấu cái nồi nước lèo của mình nó không có bị đục. Vì nước này mình đâu có lấy hay không, bỏ không? Không có lấy, thịt nó cũng sạch hơn nữa. Rồi, thịt heo sau khi đã trần rồi á, thì mình sẽ bắt cái nồi nước lên để mình nấu nước lèo. Bây giờ này cũng chín em phải không? Chín này em thơm em. Thơm bò quá. Ngọt không? Ngọt. Trong không? Cái này mấy cái này không phải bọt đâu, mình là cái nước bò á. Nước bò nó ra nè. Nước lèo nó cũng trong nữa. Bây giờ mình sẽ múc ruốc ra, mình nêm ruốc vô nồi nước lèo. Nấu bún bò là phải có ruốc mới được. Ruốc với sả là linh hồn của nồi bún bò đó. Mình lấy cái nước nóng của nước lèo á, mình pha ruốc luôn. Thank you.
cái nêm nếm này như xong không vô, đúng không? Ừ. Nếm mùi, nêm nếm cơ bản của nó là xong rồi đó. Mình bỏ ruốc vô á thì cái nước nó hơi đục một chút xíu, nhưng mà chút xíu nó trong lại à. Đêm sông trăng ngồi núi đã đi qua mộng tìm đêm, nhưng khi nào còn gặp lại sông trăng bụng bo đấy, bụng bo mẹ. Bây giờ mình sẽ vớt cái cục thịt ra này, mình cắt nha mọi người. Rồi nước lèo của mình giờ cũng chín rồi. Giờ ăn thôi chứ bây giờ trưa quá rồi. Cái bụng quá rồi mọi người. Rồi. Đây là hai tô bún thì mình cũng đã lấy bún sẵn rồi, thì bây giờ mình sẽ cắt thịt ra. Mình cắt thịt ra mình ăn. Thì bữa nay ăn bún bò của mình thì có nạm nè, có chả nè, có cái gì đây ta, cái gì qua này nè, tái. Ờ, tái. Bây giờ mình sẽ cắt nạm ra mình ăn nha mọi người. Ăn chung với rổ rau. Rổ rau hôm nay của mình là ăn rau thập cẩm với lại một ít bắp chuối. Này mình ăn tới đâu mình cắt tới đó cho nó ngon á mọi người, để nó không có khô, cắt sẵn nó khô á. Đây là chả mình mua cái loại người ta làm sẵn rồi á mọi người, trước khi ăn thì mình nhúng qua một xíu cho nó chả nó nóng, rồi mình cho vô tô. Đây là dĩa tái của mình, thì bây giờ mình nhúng tái mình cho vô tô luôn nha. Quá tô chất lượng quá ha. Thank you.
Mọi người ơi, bây giờ bún bò của tụi mình cũng nấu xong rồi đó. Giờ xin mời mọi người cùng thưởng thức cho tụi mình ha. Ô, hấp dẫn quá. Anh bỏ miếng sa tế vô. Trời ơi, từ từ, cay đó, cay lắm. Được xíu thôi nè. Mấy tay đâu nè. Tay bị ông đánh. Mới bị thấy ông sáng bị ông đánh nè. Ngứa, không đau lắm mà nó bị nhức. Ngứa. Rồi mọi người cùng ăn ha. À, đây. Để chiến thôi, hấp thử coi. Nước ngon quá. Nước ngọt, ngọt. Nước ngọt lắm. Bánh giờ mới sạch tế giờ. Nó tôi cay lắm á, sạch tế này cay được, ăn được, ăn cay được mà. Rau nữa. Rau xà lách nè, rau muống với chuối. Tay sưng sưng thấy cưng quá à. Múp. Tay nhìn múp vậy ha. Mọi người nha. Em thử miếng nước này, ngon quá. Ngọt quá mọi người. Con bò này quá trời chất lượng. Có rút mà rồi nó dễ bu lắm. Hãy xin mời mọi người ăn bún bò chung với tụi mình nha mọi người. Tụi mình khi nào mà cứ thèm bún bò á là cứ nấu giả chiến kiểu này á. Chiều này trong nước trong á, ăn không có ngán. Ở ngoài người ta có mỡ nhiều ăn ngán. Mùi bò đậm ha. Ăn miếng thịt nha. Miếng nạm bò. Ngon quá, thịt tươi ngon quá. Thôi nó khỏi chơi rồi. Miếng chả. Sao tới cho nước mắm hả? Và mọi người thấy thức mình cũng miếng chả nha. Chả. Chả trong nước mắm này. Đã ngon luôn. Chả ngon lắm á. Thơm á. Có tiêu nữa. Chị bán muốn bò được hả Dung? Phải. Thiệt mà. Mỡ nào bún bò bán được rồi á. Nó là tùy vị chứ. Ăn hết cái vị này không hết ăn chứ. Mình nói là đơn giản không? Không thể nói đi cho nó mát chứ. Nấu một nồi rồi cả nhà cùng ăn luôn. Ngon quá. Ngon quá hông? Nấu nhanh mà đâu có cực được đâu. Nấu. Chú ý xem. Tạm biệt mọi người nha. Mọi người ơi, hôm nay clip đến đây cũng đã dài rồi thì tụi mình sẽ kết thúc clip ở đây nha mọi người.
Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết câu chuyện hôm nay của tụi mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những clip sau. Rồi, xin chào mọi người nha. Trời ơi, cái nồi nước trong veo luôn nè. Nè. À, thấy mà. Được mấy tô nữa? Được quá trời trong veo luôn á. Được 3 tô nữa không? Trong. Hả? Được á, được. 3 tô nữa nha. Đó nấu mà đó muốn xỉu. Sợ hôm qua mình không ăn nữa. Tối á.